Báo Hoa Mai là một thiên tài leo trèo. Đó là sự tiến hóa vượt bậc và không thể phủ nhận sự giỏi giang. Với nó, việc di chuyển trên cây dễ dàng như đi trên mặt đất. Thậm chí, nó còn biết chuyên cành ngang ngửa như loài khỉ. Kỹ năng không có khuyết điểm này giúp cho nó trở thành một mảnh thú săn mồi đáng gờm ở châu Phi. Nó được xem là nỗi ám ảnh lớn nhất với tất cả khỉ đầu chó. Bởi khỉ đầu chó cũng là một trong những thế lực hung hãn ở đây. Khi ở trên cây, khỉ đầu chó chỉ khuất phục duy nhất một mảnh thú là báo hoa mai. No. Nếu không nói quá, thì không có bất kỳ mảnh thú nào làm được như báo hoa mai. Nó đang tiến hành cuộc săn trong bóng tối, một cuộc săn diễn ra trên cây. Con mồi của nó là khỉ đầu chó đáng gờm. Việc sống theo bầy đàn đông đúc, nhiều vũ khí lợi hại không giúp cho khỉ đầu chó đánh đuổi được báo hoa mai. Kẻ đi săn tập kích ban đêm cho thấy kỹ thuật săn mồi thượng thừa. Nó dư sức có được bữa ăn. Việc trèo cây giỏi luôn giúp báo hoa mai tràn đầy tự tin. Thế mạnh này được nó chuyển hóa thành cuộc săn không động hạng. Nhảy từ trên cầu xuống mặt đất bắt mồi, độ cao 9m. Đây đúng nghĩa là một cuộc săn quá đặc biệt. Oh my god. Không có mảnh thú thứ hai làm được. Với con mồi, đó chẳng khác gì họa từ trên trời rơi xuống. Đòn tấn công phủ đầu này, trọng lượng của con báo cũng đủ làm cho con mồi bất tỉnh. Con lên dương khá to, nhưng kẻ đi săn vẫn đủ sức để tha lên tiết ngọn cây mà đánh chén. Nó quá khỏe, giàu sức mạnh, dẻo dai, nhanh nhẹn và khá nhiều biệt tài. Thiên địch của báo hoa mai là kẻ nào? Linh cẩu và chó hoang chỉ đủ sức cướp mồi của báo hoa mai. Hai mảnh thú này rất khó động được vào cọng lông của báo hoa mai. Kẻ đủ bản lĩnh để đe dọa hoặc thậm chí hạ gục một con báo hoa mai đó chính là sư tử. Sư tử cao to nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Sư tử cũng biết trèo cây uy hiếp báo hoa mai. Đặc biệt, sư tử rất giỏi trong việc đánh lén. Nếu báo hoa mai bị sư tử bắt được, nó sẽ bỏ mạng dưới nanh vuốt của vua đồng cỏ. No.